Hội mỹ thuật chủ thể là một trong 300 cái hội mỹ thuật của Nhật và là một trong 30 cái hội mỹ thuật hàng đầu của Nhật theo cái đánh giá của cái quỹ mỹ thuật Sompo Japan. Ở đây là các cái tác phẩm của các hội viên của hội mỹ thuật chủ thể. Ngoài 140 tác giả là hội viên thì còn có khoảng 200 tác giả là chưa phải là hội viên cũng tham gia. Ở tại Nhật thì khi mà ông tham gia triển lãm hoặc là các nghệ sĩ muốn tham gia triển lãm như này thì có phải qua mấy khâu nào kiểm duyệt hay không ạ? Không, ở Nhật thì họ có trong hiến pháp họ có một cái quyền gọi là điều số 21 ấy, là quyền tự do biểu hiện. Tức là tất cả các cái quyền tự do biểu hiện là được bảo vệ bằng pháp luật và không ai có quyền can thiệp vào. Và điều đó có nghĩa rằng là tất cả các cái tác phẩm, các cái tranh chuyện mình viết ra là có thể được công bố mà không ai có quyền can thiệp vào. Đấy là quyền tự do biểu hiện. Và chúng tôi triển lãm tranh ở đây thì chúng tôi không phải xin phép bất cứ một cái cơ quan chính quyền hay cá nhân nào cả. Và đây là do ở Nhật là tất cả các họa sĩ nào cũng như thế. Đây là cái chuyện chỉ thỏa thuận giữa cá nhân họa sĩ và cái gallery hoặc là cái hội của chúng tôi với bảo tàng thôi. Và cái chỉ tiêu hoặc là cái tiêu chuẩn để chọn hoàn toàn là thuần túy là nghệ thuật. Khi chúng tôi duyệt tranh cũng vậy. Chúng tôi không căn cứ vào nội dung hay là motif hay là đề tài vẽ cái gì mà chúng tôi hoàn toàn đánh giá một cái giá trị của một tác phẩm dựa trên cái phương diện nghệ thuật. Đấy là cái tiêu chí duy nhất mà chúng tôi dùng. Đây là bức tranh của tôi. Bức tranh này tôi lấy tên là Twister, tức là tiếng Việt gọi là vòi rồng, tức là một cái cơn bão mà lốc xoáy đằng sau nền đấy. Thì trong bức tranh này có những cái chi tiết mà trước tiên là tôi giải thích để mọi người hiểu. Đây là cái đĩa đậu, đậu lên men của Nhật, là cái món ăn rất truyền thống của Nhật Bản, người ta gọi là natto. Ở trong bóng tối này là có một cái biển số 4, là cái số nhà của tôi ở Hà Nội. Còn đây là ở giữa là chân dung tự họa. Bên tay phải này là một con chim kền kền, tức cái loài chim mà chuyên chờ để rỉa xác chết. Phần này là cái tích ở trong Kinh Thánh là Chúa Giê-xu dọn đền, tức là đuổi tất cả những cái người. Khi Chúa Giê-xu đến Jerusalem thì Chúa Giê-xu thấy người ta họp chợ và buôn bán dê, bán bò rồi là đổi tiền ở trong cái đền, thì Chúa Giê-xu rất là tức giận và ông ấy nói rằng là đây là cái nhà của cha ta mà các ngươi lại biến thành cái hang ổ của bọn ăn cắp. Và ông ấy đuổi những cái người ra khỏi đền, ông lật đổ các cái bàn của bọn đổi tiền và tiền rơi xuống như thế. Và đây là cái đoạn duy nhất ở trong Kinh Thánh mà Chúa Giê-xu nổi giận. Bởi vì Chúa Giê-xu là người là chủ trương là bao giờ cũng hòa bình. Và khi mà những cái chức sắc Do Thái hỏi ông là tại sao ngươi có cái quyền làm như thế, thì ông nói rằng là các ngươi cứ phá cái đền này đi, ta sẽ xây dựng lại trong 3 ngày. Thì những người Do Thái nói rằng là ngươi nói giỡn, bởi vì là cái đền này chúng ta xây mất 43 năm, làm sao mà ngươi xây dựng được 3 ngày. Nhưng mà họ không hiểu cái ý của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nói cái đền ở đây, tức là cái cơ thể của ông sẽ bị đóng đinh và trên thánh giá và sẽ chết và sẽ phục sinh sau 3 ngày và sẽ sáng lập từ đó ra một cái tôn giáo hoàn toàn mới. Và đấy là cái đền mới mà Chúa Giê-xu muốn nói. Và đây là các cái chi tiết ở trong bức tranh. Còn cái nội dung nó, cái cách hiểu diễn tả nó như thế nào thì nó tùy thuộc vào từng người xem, từ kinh nghiệm của người xem, từng cái văn hóa của mọi người. Mỗi người có một cái liên tưởng riêng đối với một bức tranh. Và chính vì thế mà hội họa nó hay là như vậy, nó không phải như văn học. Bởi vì một cái bức tranh mà hay thì nó có nhiều, rất nhiều nghĩa. Và mỗi người nhìn thấy một phần của mình ở trong cái bức tranh đấy. Vâng, thưa ông, là được biết rằng là ông đã về Việt Nam để thuyết trình về cái kỹ thuật vẽ sơn dầu ở tại Hà Nội đấy. Thì thưa ông, là cái sự đón nhận của giới họa sĩ ở tại Việt Nam đối với những cái điều mà ông tâm huyết và muốn chia sẻ thì như thế nào? Tôi rất là ấn tượng vì năm 2009 khi tôi được lần đầu tiên được mời về thuyết trình về kỹ thuật vẽ sơn dầu ở Đại học Mỹ thuật Hà Nội, tức là trường Yết Kiêu bây giờ. Tiền thân nó là trường Mỹ thuật Đông Dương mà do Victor Tardieu thành lập năm 1925. Thì tôi rất ấn tượng bởi vì là rất đông người nghe, rất đông sinh viên mà chủ yếu là các sinh viên trẻ.
Và trong suốt 2 tiếng rưỡi, gần 3 tiếng đồng hồ tôi thuyết trình thì không có ai rời cái giảng đường cả, và rất nhiều người phải đứng tại vì là ghế không đủ. Và họ nghe rất là chăm chú, và cái đấy làm cho tôi rất là có nhiều cảm xúc. Như vậy là họ rất muốn học hỏi rất nhiều người trẻ. Và sau đó tôi cũng được biết là khi nói chuyện với các sinh viên trẻ là ở Việt Nam hoàn toàn không có một cái giáo trình cho đến bây giờ. Không có một cái giáo trình dạy kỹ thuật vẽ sơn dầu cho nó bài bản. Và chủ yếu học là do truyền kinh nghiệm, học theo kiểu truyền miệng, vẽ sau đó thầy giáo chỉ, và có rất nhiều cái lỗ hổng trong cái chuyện dạy về cái kỹ thuật vẽ sơn dầu như thế. Thế và đặc biệt là cái kỹ thuật vẽ sơn dầu nhiều lớp mà được các cái bậc thầy Phục Hưng rồi là Baroque rồi là Đấy Công phát triển ấy, thì hoàn toàn chưa bao giờ được dạy ở Việt Nam, kể cả từ thời Victor Tardieu đến bây giờ. Thế thì đấy, tôi nghĩ rằng đấy là một cái thiệt thòi rất lớn đối với lại các cái sinh viên, và tức là các họa sĩ tương lai, nhiều người trong đó là họa sĩ tương lai của Việt Nam, và rất nhiều người muốn biết cái chuyện đấy. Và sau cái thuyết trình đó, tôi đã viết cái thuyết trình của tôi thành một cái bài, và tôi post lên internet để cho mọi người có thể tự tải xuống để đọc. Và rất nhiều người tôi nhận được rất nhiều các cái phản hồi là họ rất là thích và cho rằng đấy là có giá trị. Và gần đây tôi bắt đầu viết một số các cái series trên blog của tôi về kỹ thuật vẽ sơn dầu tương đối chi tiết, để cho những người nào mà quan tâm sâu về cái chuyện đấy thì có thể tìm đọc.